Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là các nội dung đáng chú ý có trong chương trình. 14 du khách quốc tế đến thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam nhiễm biến chủng Omicron. Thành phố Hà Nội xử lý dự án treo như muối bỏ bể. Thừa Thiên Huế cần đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác thải. Công an Đà Lạt bắt hai vợ chồng trốn lệnh truy nã. Chỉ 2 ngày sau khi Bộ Y tế công bố về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam, đã có thêm 14 trường hợp nữa được xác định dương tính với biến chủng này. Theo kết quả từ Viện Pasteur Nha Trang, trong 15 mẫu bệnh phẩm tỉnh Quảng Nam gửi đến hôm 27 tháng 12 để giải trình tự gen virus, có 14 mẫu nhiễm biến thể Omicron. Đáng chú ý, cả 14 mẫu đều được lấy từ hành khách nhập cảnh vào Việt Nam trên 4 chuyến bay, hiện đang được cách ly tại các khách sạn, khu cách ly dành cho người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, chuyến bay VN99 từ Mỹ về sân bay Đà Nẵng ngày 24 tháng 12 ghi nhận 8 trường hợp. Chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 24 tháng 12 ghi nhận 3 trường hợp. Chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 23 tháng 12 ghi nhận 2 trường hợp. Chuyến bay QH9451 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 21 tháng 12 ghi nhận 1 trường hợp. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết tất cả ca mắc này đều đã tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19, ngoài ra không có triệu chứng, thể nhẹ. Do vậy, các trường hợp đang được theo dõi và tổ chức điều trị như một F0 thể nhẹ, không triệu chứng. Hà Nội hiện có trên 54.000 F1, trong đó cách ly tại nhà hơn 22.000 người. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố tiếp nhận quản lý điều trị tổng số gần 43.000 bệnh nhân, đang điều trị hơn 20.000 người. Diễn biến dịch bệnh tại thủ đô đang rất phức tạp, số ca mắc có thể lên tới 5.000 đến 7.000 ca một ngày. Có thể chủng Omicron sẽ lan ra cộng đồng với tốc độ rất nhanh. Các quận, huyện, thị xã cũng cần có kịch bản mới phù hợp với tình hình hiện tại. Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế xây dựng kịch bản mới, tính toán lại số ca nhiễm dựa trên tỷ lệ chuyển tầng, tỷ lệ tử vong và không được để xảy ra quá tải tại khu vực điều trị ở tầng 2, tầng 3. Các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kịch bản để chỉ đạo công tác phòng chống dịch theo diễn biến thực tế tại địa phương. Một loạt các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đã mở bán vé của các chặng bay quốc tế. Trong đó, Vietnam Airlines đã bán vé các chặng đến Campuchia, Nhật Bản, Mỹ. Ba chặng bay này được mở sau khi Cục Hàng không Việt Nam cấp phép. Thời gian bắt đầu khởi hành của các chặng bay vào tuần thứ nhất hoặc tuần thứ hai của tháng 1 năm 2022. Vietjet Air mở bán một số chặng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tới các điểm quốc tế như Tokyo, Đài Bắc, Trung Quốc. Còn Bamboo Airways bắt đầu mở bán vé đến Đài Loan, Trung Quốc. Hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam đã cho phép các hãng hàng không trong nước khai thác tối đa 4 chuyến mỗi tuần trên mỗi chặng bay. Ngày 31 tháng 12, Bộ Xây dựng, Liên hiệp hội các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức hội thảo đô thị công nghiệp gắn với nhà ở công nhân. Thời gian qua, thực hiện xây dựng nhà ở xã hội đang phát sinh nhiều vấn đề cần tháo gỡ, xử lý. Không có hoặc không được triển khai quỹ đất 20% với dự án nhà ở thương mại để thực hiện nhà ở xã hội. Tiền mua, thuê nhà ở với công nhân còn cao so với thu nhập. Do đó, thời gian tới cần thay đổi khung cơ chế chính sách như phân tách riêng đối tượng nhà ở công nhân, ra soát quy hoạch đô thị chi tiết, gắn với quy hoạch nhà ở cho người lao động tại khu công nghiệp, sửa đổi bổ sung Nghị định 82 năm 2018 của Chính phủ theo hướng trong khu công nghiệp, khu chế xuất được bố trí nhà ở cho công nhân. Tới cuối tháng 9 năm 2021, cả nước hoàn thành 266 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng trên 142.000 căn, đạt khoảng 56,8% so với mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2022. Tuy nhiên, tại các khu công nghiệp mới chỉ có khoảng 30% số lao động có chỗ ở ổn định. Thời gian qua, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội kiến nghị thu hồi 29 dự án, đạt gần 10% trong tổng số 383 dự án chậm triển khai, nhưng thực tế mới chỉ thu hồi được 10 trên 29 dự án. Dư luận đặt ra câu hỏi liệu chính quyền thành phố Hà Nội có thật sự quyết liệt để ngăn chặn tình trạng chủ đầu tư ôm đất rồi bỏ hoang. Đi không được, ở cũng không xong là tình cảnh chung của hơn 80 hộ dân nằm trong vùng quy hoạch của dự án khu đô thị Định Công nhằm thực hiện xây dựng bãi gửi xe và khu dịch vụ khách sạn. Sau 25 năm, dự án vẫn chưa được triển khai. Trong nhà đầy ra đến đây, rồi trên đây cứ đổ nước ào 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 xuống. Nhưng mà bây giờ là phải sửa chữa thì lại chúng tôi chưa được sửa chữa, cứ ở tạm như thế này. Quá là vất vả nhưng mà không biết làm cách nào. Tổng gút thì về đây làm việc thì coi như thế là cũng
cũng chẳng dứt điểm là dân chúng tôi di dân tại chỗ hay như thế nào mà cũng chẳng trả lời cho chúng tôi là chuyển quy hoạch hay như thế nào, cứ để ý ra. Luật đất đai năm 2013, Nghị định 43, Nghị định số 1 năm 2017 của Chính phủ đã có những quy định rất rõ ràng cho phép thu hồi đối với những dự án không triển khai và chậm triển khai. Tuy nhiên, việc áp dụng các quy định chưa nghiêm nên biện pháp thu hồi dự án chưa hiệu quả. Bên cạnh việc xử lý chủ đầu tư chây ì cũng cần xem xét trách nhiệm của chính quyền địa phương trong kiểm tra tiến độ thực hiện dự án. Khi trao cái quyết định đầu tư thì chúng ta phải xem xét xem cái năng lực của chủ đầu tư có đủ nguồn lực để triển khai dự án hay không. Và việc xem xét này không nên chỉ dừng lại ở trên hồ sơ giấy tờ, mà chúng ta phải yêu cầu chủ đầu tư đó phải chuyển những cái tiền cam kết đầu tư ít nhất phải chiếm một tỷ lệ thỏa đáng vào trong một cái tài khoản ngân hàng để phong tỏa ở đó. Nếu như chủ đầu tư mà không triển khai dự án thì rõ ràng cái nguồn tiền đó sẽ là cái để chúng ta sẽ xử lý cho cái việc mà anh để chậm dự án lại. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua, các sở ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cam kết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ì triển khai dự án, đồng thời lập các đoàn kiểm tra liên ngành tại một số địa phương đang nóng tình trạng dự án chậm triển khai như huyện Quốc Oai, huyện Thanh Oai, quận Hoàng Mai. Tinh thần là dự án nào mà khó khăn vướng mắc do khách quan cần sự tháo gỡ của các ngành và quận huyện của thành phố thì thành phố tháo gỡ và cho tiếp tục triển khai thực hiện. Còn những dự án nào mà chủ quan của nhà đầu tư, thứ nhất là gọi mời chục lần chả thấy đến, chục năm không thấy mặt đâu, thì kiên quyết là phải xử lý để thu hồi. Năng lực chủ đầu tư mà kém ấy, thì là cũng phải thực hiện được thu hồi. Quá trình để chủ đầu tư trúng thầu dự án trong lĩnh vực đất đai đều qua các bước thẩm duyệt chặt chẽ từ cơ quan chức năng. Thế nhưng sau sự chọn lọc đó lại là những dự án 10 năm, 20 năm, thậm chí là gần 30 năm chưa xong, là những con số đáng để cơ quan quản lý phải suy nghĩ. Phải chăng nhiều chủ đầu tư đang nhờn luật từ việc xử phạt có phần nương nhẹ khiến những dự án treo vẫn sống mãi với thời gian? Sau khi công bố chính sách miễn phí toàn diện trên ngân hàng số VCB, Digibank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank tiếp tục thông báo điều chỉnh hạn mức chuyển tiền online lên đến 10 tỷ đồng một giao dịch kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo đó, hạn mức chuyển tiền tối đa đối với khách hàng thông thường sẽ tăng từ 1 tỷ đồng một giao dịch lên 3 tỷ đồng một giao dịch. Hạn mức chuyển tiền tối đa đối với khách hàng ưu tiên sẽ tăng từ 3 tỷ đồng một giao dịch lên 10 tỷ đồng một giao dịch. Đây là các hạn mức chuyển tiền thuộc nhóm cao nhất trên thị trường hiện nay. Hạn mức chuyển tiền mặc định ban đầu của khách hàng khi đăng ký ngân hàng số Vietcombank, Digibank vẫn được giữ nguyên là 100 triệu đồng một giao dịch. Khách hàng có thể chủ động điều chỉnh hạn mức theo nhu cầu ngay trên ứng dụng ngân hàng số của ngân hàng. Các giao dịch có giá trị trên 100 triệu đồng được xác thực thông qua Smart OTP theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Việc tăng hạn mức giao dịch trực tuyến từ năm 2022 sẽ làm mảnh ghép tiếp theo để Vietcombank giúp các khách hàng chủ động giao dịch hoàn toàn trên kênh số của ngân hàng. Thời gian qua, cử tri thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế hết sức bức xúc với tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Thủy Phương, bãi rác có quy mô lớn nhất trên địa bàn. Người dân kiến nghị các dự án xử lý rác thải được đầu tư sớm đi vào hoạt động, tiến tới đóng cửa bãi rác Thủy Phương trong thời gian tới. Gia đình ông Dũng cùng 200 hộ dân khác đã hơn 20 năm sống trong vùng ảnh hưởng của bãi rác Thủy Phương. Ông luôn bị ám ảnh bởi mùi hôi thối nồng nặc. Trước thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai các dự án xử lý rác quy mô lớn, ông mong muốn sớm đóng cửa hoàn toàn bãi rác Thủy Phương, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân. Với cái bãi rác thì xưa nay thì ô nhiễm nhiều rồi. Nhưng dân địa phương đây chỉ có mong muốn là cái phía bãi rác mới hình thành để có là chuyển cái bãi rác Thủy Phương vì gió quá tải để đi sớm để đi nơi khác. Còn cái vấn đề mà môi trường ảnh hưởng từ đây thì có là dân ở đây họ nói rất nhiều lần rồi, cũng phản ánh rất nhiều lần rồi nhưng cũng chưa được đáp ứng. Bãi rác Thủy Phương hoạt động từ năm 1999 đến nay đã đóng cửa. Tuy nhiên trước thực trạng quá tải lượng rác sinh hoạt, tỉnh Thừa Thiên Huế đã gia hạn thêm bãi chôn lấp với diện tích khoảng 2 hecta. Người dân sống trong khu vực này liên tục than phiền bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm mùi hôi, nước rỉ rác ra môi trường xung quanh. Mong là các cấp lãnh đạo cấp trên có thẩm quyền để cố gắng di dời cái nhà máy rác lên đi. Vì đất đó là theo tôi biết là càng ngày càng mở rộng, nhưng mà thứ nhất là cái nghĩa trang thành phố Huế, thứ hai là một cái nhà máy rác lần đến về cho thứ nhất là ảnh hưởng chung cho tổ 12 và ảnh hưởng riêng cho tổ 12 và ảnh hưởng chung cho phường Thủy Phương.
mong muốn của bà con địa phương, của cử tri và chính quyền địa phương thì mong tỉnh sớm chỉ đạo các ngành đầu tư nhanh và đẩy nhanh tiến độ các cái bãi rác khác để là giảm tải cái bãi chống lấp rác thải ở địa phương, đồng thời sớm đóng cửa theo cái kế hoạch mà đã lên và giảm bớt cái ô nhiễm môi trường cho cái khu vực thủy phương hiện nay. Thừa Thiên Huế hiện đang triển khai 3 dự án xử lý rác thải, trong đó lớn nhất là dự án Phú Sơn với công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt khoảng 600 tấn trên một ngày đêm, tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Do nhiều lý do nên tháng 1 năm 2021, dự án mới được khởi công và đang tiến hành san lấp mặt bằng, dự kiến vận hành vào năm 2023. Công ty chúng tôi thực hiện nghiêm tuân thủ quy định của các cấp và của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tuân thủ về tiến độ, chất lượng và cam kết thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký giữa hai bên. Thì đã có rất là nhiều văn bản chỉ đạo và Ủy ban tỉnh cũng đã quyết tâm. Thì đồng thời là theo chỉ đạo của tỉnh thì là hàng tháng sẽ có các dự án là sẽ phải báo cáo trước Ủy ban tỉnh là về tiến độ triển khai thi công của các dự án này. Sở rất kỳ vọng vì khi dự án này mà đi vào hoạt động thì nó sẽ xử lý rác cả thành phố Huế vùng phụ cận luôn, và lúc đó nó sẽ giảm thải đi lượng rác thải mà phát sinh ra trên địa bàn của toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi ngày phát sinh khoảng 500 tấn rác thải, trong đó tập trung chủ yếu ở địa bàn thành phố Huế. Việc đôn đốc chỉ đạo các dự án xử lý rác thải đẩy nhanh tiến độ sẽ nâng cao năng lực xử lý rác, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như giải quyết nguyện vọng chính đáng của cử tri thị xã Hương Thủy. Xuất phát từ thực tế hiện nay, việc phạt nguội trong vi phạm giao thông chưa hiệu quả do tình trạng xe mua bán không sang tên đổi chủ nhiều, chủ xe lái xe trốn tránh không đến, cơ quan chức năng tại các địa phương đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo đề xuất Thủ tướng cho phép áp dụng cơ chế thí điểm xử phạt nguội theo hướng tập trung vào xử phạt đối với chủ xe. Đề xuất này lập tức nhận được sự quan tâm từ nhiều người dân và các chuyên gia. Tôi chỉ là người cho mượn xe. Nếu mà tôi có vi phạm thì tôi chỉ vi phạm cái lỗi là cho mượn xe thôi. Chứ còn tôi không vi phạm luật giao thông gì cả. Và nếu mà phạt tôi như thế thì tôi sẽ cảm thấy là rất là không công bằng. Đó là những ý kiến của người dân trước đề xuất thí điểm xử phạt nguội theo hướng tập trung và xử phạt đối với chủ xe. Ở chiều ngược lại, các chuyên gia lại đánh giá đây là đề xuất phù hợp đối với một quốc gia có nhiều xe lưu thông khi chưa thực hiện việc sang tên đổi chủ. Nếu mà chúng ta thực hiện phạt nguội mà không cần phải xác định ai là người chủ lái xe thật, mà cứ căn cứ theo đúng hồ sơ và chuyển cái phiếu phạt đến cái người đứng tên sở hữu chiếc xe đó, thì tôi nghĩ cái cách làm này nó sẽ là một cái động tác rất là hữu hiệu để tác động rất mạnh, khiến cho người dân khi mà mua bán xe đều phải nghĩ đến cái trách nhiệm của mình về sau. Trước đó, cơ quan chức năng đã ban hành thông tư 58 tạo điều kiện tối đa giải quyết thủ tục hành chính cho các chủ sở hữu phương tiện sang tên xe. Cần phải đi vào một cái lộ trình mới là nhà nước đã tạo điều kiện như vậy rồi, thì những người tham gia giao thông phải chịu trách nhiệm với cái hành vi vi phạm, đồng thời là đầu tiên xác định xử phạt đối với cả chủ phương tiện là cái người có cái sở hữu xe. Thì rõ ràng nếu như đi vào cuộc sống thì chắc chắn cái quy định này nó sẽ làm cho cái người dân ý thức hơn. Tuy nhiên, ở góc độ khác, nhiều ý kiến cho rằng việc phạt nguội đối với chủ xe lại chưa đáp ứng được yêu cầu việc xử phạt đối với hành vi chủ thể thực hiện hành vi. Ví dụ như là một trường hợp một người mua bán xe nhưng người ta chưa sang tên đổi chủ, hoặc người ta mượn xe thì mà sau đấy người ta có hành vi vi phạm, thì cái người đáng nhẽ phải bị xử phạt đấy là cái người mà sử dụng cái phương tiện đó, chứ không phải cái chủ của cái phương tiện đó. Nếu có thì chủ phương tiện đó chỉ vi phạm cái việc mà chưa kịp sang tên đổi chủ sau khi đã bán cái xe của mình mà thôi. Tóm lại, nếu quy định này được áp dụng sẽ tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý kiểm soát vi phạm giao thông. Thế nhưng cũng có một cái khó cho một bộ phận không nhỏ của những cá thể doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thuê xe hay ủy quyền phương tiện hiện nay. Thưa quý vị, tuyến quốc lộ 27 là tuyến đường huyết mạch nối liền giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, nhưng thời gian qua liên tục hư hỏng khiến cho việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Tuyến quốc lộ 27 đoạn qua địa phận Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng có chiều dài 51 km, nhưng vừa qua đã nhanh chóng hư hỏng tại nhiều điểm thuộc đoạn từ km 83 đến km 124, thậm chí tại những đoạn vừa được thực hiện sửa chữa mặt đường theo hình thức thảm bê tông nhựa và đưa vào sử dụng khoảng 1 năm cũng đã xuất hiện ổ gà hư hỏng gây khó khăn cho người dân lưu thông qua lại. Tôi là người dân ở đây rất là thấy thiệt thòi cho người dân ở đây, bởi vì là đường mới làm thôi, chưa tới 1 năm đâu, nếu mà mình nói cho là già là tới 1 năm, mà đường hư hết luôn mà. Đường làm gì đâu mà ẩu quá. Đúng là Lâm Đồng này không biết nghĩ sao mà thiệt hại cho người dân ở gần đây. Mà người dân đây là rất là té hơi bị nhiều, tai nạn nhiều lắm. Tuyến quốc lộ 27 đoạn qua cái huyện Đam Rông là do được Tổng cục Đường bộ Việt Nam ủy quyền cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng. Trong đó Ban Bảo trì Đường bộ là cái cơ quan chịu trách nhiệm về cái công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc cái nhà thầu bảo trì, thực hiện công tác duy tu bảo trì, đồng thời là các nhà thầu thực hiện cái công tác sửa chữa định kỳ. Thì chi cục đã có cái kế hoạch phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng tăng cường cái công tác kiểm tra, đôn đốc yêu cầu ban bảo trì, nhà thầu bảo trì đường bộ là sửa chữa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đặc biệt là đảm bảo được cái phục vụ cái nhu cầu đi lại của người dân trong cái dịp lễ Tết sắp tới. Trong khi chờ đợi các cơ quan có thẩm quyền xử lý triệt để tình trạng này thì người dân vẫn phải chấp nhận lưu thông qua tuyến đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông này. Sáng ngày 30 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai đối tượng về hành vi lưu hành tiền giả. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên, từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, Lý Sùng trú tại thôn Na Lốc 2, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã thực hiện hành vi tàng trữ 110.000 nhân dân tệ giả có giá trị tương ứng là 390 triệu Việt Nam đồng. Đến tháng 1 năm 2021, Lý Sùng bán 107.900 nhân dân tệ có giá trị tương ứng là hơn 380 triệu Việt Nam đồng cho Vàng A Chăng, chú bản Lộc Cốc, xã Vàng Đán, huyện Nậm Bồ để kiếm lời. Chăng thỏa thuận mua số tiền trên với giá 25 triệu đồng. Ngày 20 tháng 2 năm 2021, Trăng mang một tập tiền nhân dân tệ giả đến quán bia ở bản Nà Hì, xã Nà Hì, huyện Nậm Bồ đổi cho anh Nguyễn Văn Quế 1.000 nhân dân tệ, lấy 2,5 triệu Việt Nam đồng. Sau đó Trăng về nhà lấy 87.500 nhân dân tệ giả cất giấu tại bản Nộc Cốc 1, xã Vàng Đán, huyện Nậm Bồ để tránh bị phát hiện. Còn lại gần 20.000 nhân dân tệ giả, Trăng mang đến khu vực biên giới Việt Nam Lào đưa cho Lử là người dân tộc Mông sống bên Lào nhờ đổi sang tiền kiếp Lào. Số tiền giả này cơ quan chức năng không thu giữ được. Ngày 9 tháng 3 năm 2021, anh Quế phát hiện ra số tiền mua của Trăng là giả nên giao nộp cho công an huyện Nậm Pồ, đồng thời tố giác Trăng. Căn cứ vào các điều khoản của Bộ luật hình sự, xét thấy hành vi lưu hành tiền giả của Vàng A Chăng và Lý Sùng là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý tiền tệ của nhà nước. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vàng A Chăng mức án 11 năm tù, Lý Sùng 13 năm tù, đồng thời tịch thu tiêu hủy toàn bộ tang vật vụ án. Ngày 31 tháng 12, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang chuẩn bị bàn giao một đối tượng trốn truy nã cho Công an tỉnh Quảng Nam. Trước đó vào chiều ngày 29 tháng 12, qua công tác nắm bắt địa bàn, Công an thành phố Đà Lạt tiến hành kiểm tra tạm trú đối với Nguyễn Thị Đào, 31 tuổi, thường trú tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đang làm nghề sơn sửa móng tay tại đường Phan Đình Phùng, phường 2 Đà Lạt. Quá trình kiểm tra phát hiện Đào sử dụng căn cước công dân giả. Tiếp tục đấu tranh, Đào khai nhận bản thân là đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định truy nã từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả hai vợ chồng Nguyễn Thị Đào đã trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 20 tháng 11 năm 2021 sau khi đã thực hiện vụ lừa đảo mua bán đất đai chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng của người dân. Nguyễn Thị Đào đã đến thành phố Đà Lạt trốn truy nã và tạm trú được hơn một tuần qua thì bị lực lượng công an bắt giữ. Ngay sau đó, Công an thành phố Đà Lạt đã trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu về đối tượng Hồ Viết Thương đang trốn quyết định truy nã tại địa phương này. Qua xác minh, Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã bắt được đối tượng Hồ Viết Thương ngay trong đêm 29 tháng 12 năm 2021. Chương trình Kinh tế Phố Yến hôm nay chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.